Thực hiện công văn số 5945 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đợt 2. Những ngày này, các địa phương đã tiến hành thông báo cho người dân được biết và đến nhận tiền hỗ trợ. Tương tự như đợt 1, trong đợt này, các đối tượng gồm người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng đặc thù của thành phố được chi trả một lần, hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ngay khi nhận được kinh phí, các địa phương đã nhanh chóng chi trả cho người dân. Bản thân tôi và mọi người hưởng chính sách là đã đặt hôm nay đi nhận cái tiền là ai là cũng thấy tuy rằng không lớn nhưng mà với đối tượng chính sách là thấy rất là cảm ơn Đảng, nhà nước đã quan tâm. Từ hỗ trợ này cũng nhanh chóng kịp thời trong công dịch COVID này. Tại vì là ở nhà có như hơn một tháng luôn đó. Rất là mừng đợi cho kinh tế này. Để chi trả đúng đối tượng, đội ngũ cán bộ địa phương luôn rà soát kỹ và tránh trường hợp bỏ sót. Cái việc mà rà soát thẩm định các hồ sơ lao động tự do thì gặp cũng rất là nhiều cái khó khăn cũng như là cái bất cập. Đó là cái thành phần hồ sơ thì bắt buộc phải có các cái minh chứng kèm theo. Điều đó gây phiền hà cho người dân có liên quan để họ khi xác minh các cái địa phương về cái điều kiện nơi làm việc cũng như là các cái vấn đề liên quan đến xác minh cái tạm trú thường trú. Cho nên là yêu cầu người dân phải đi lại nhiều lần và cũng rất là phiền hà người dân. Các đối tượng là hộ kinh doanh, người lao động được hỗ trợ theo từng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch. Các địa phương sẽ phối hợp với Bưu điện thành phố tiến hành chi trả cho nhóm đối tượng này, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2020. Tiền mà hỗ trợ Covid đợt 2 này nè, thì Bưu điện sẽ trước nay phối hợp với lại cán bộ hộ nghèo, với lại cán bộ của hộ trách bên thương binh, bên xã hội đó của phường, thì họ sẽ hỗ trợ cho bên Bưu điện, sẽ gọi điện với lại báo cho tổ trưởng để biết những trường hợp này ra nhận. Việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42 của Chính phủ là một chính sách nhân văn và ý nghĩa. Và để chính sách này đến tay người dân một cách nhanh chóng trong cả hai đợt dịch COVID-19 bùng phát đến nay, ngành lao động thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng đã và đang nỗ lực để chi trả kịp thời cho từng trường hợp.